Em là chuyên gia tư vấn tình yêu, tất cả những ai quá lứa nhớ thì đến gặp em phát là suốt chuồng ngay. Đấy, thằng cu chú rể này sinh năm 96, gặp em tuần trước tuần sau em tư vấn cho là suốt chuồng luôn đây này. Cho nên là dưới này có bác nào mà muốn em tư vấn thì cứ việc lên đây gặp em nhá. Đấy, đấy có thằng ủa. Thầy Vương ơi. Ai đây? Có nhà ông thầy ơi. Thằng nào đây? Em đây thầy ơi. Em là thằng nào? Ôi trời ơi thầy ơi, chú chó thế em thầy ơi. Ôi trời ơi ông Hoàng ơi, chó ông Hoàng ơi. Chó, chó thầy ơi, thầy ơi, chó. Chó thầy, chó thầy ơi, thầy chó, chó thầy, chó. Mẹ đi đâu mà vào nhà thầy mà bảo chó cái gì đây? Thì em bảo là chó thầy ạ. Tao vả cho cái giờ bố láo nào. Thầy chó ạ. Dạ. Ơi trời, thằng điên này. Thế sang đây có việc gì? Thì thầy vừa mới bảo là chuyên gia tư vấn tình yêu là em phải sang em nhờ thầy luôn đấy. Nhờ thầy là gặp phải cướp rồi. À quên, gặp phải thuốc rồi. Dạ. Em yêu ai chưa? Em yêu rồi thầy ạ. Thế bạn gái em tên là gì? Bạn gái em. Bạn gái tên là gì? Bạn gái em á? Ờ. Nó tên là Doãn Thị Bàn Là. Sao đây bạn gái mày phải nói to lên, cái mic này nhỏ lắm. Tên nó đẹp nhất xóm đấy thầy ạ. Doãn Thị Bàn Là. Dạ. Ờ thế yêu Bàn Là lâu chưa? Dạ em yêu lâu lắm rồi thầy ạ. Yêu lâu là từ khi nào? Dạ lâu lắm rồi ạ. Lâu là từ bao giờ? Dạ 10 năm không gặp tưởng tình đã cũ, hôm nay sang thăm tình lại mới toanh ạ. 10 năm rồi à? Dạ. Thế em với bạn gái hai đứa đã tăng 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 chưa? Tăng 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 à, gầy đan à thầy? Không phải là gầy đan, tức là em và bạn gái đã từng tưng tưng chưa? Từng tưng tưng à, bật bông. Bật bông cái thằng ông nhà mày. Thì hỏi là em và bạn gái đã. Ôi, vô lão là tao hưu trên ra mày hưu ở đấy. Em biết rồi, dạy chim. Cái thằng này sao lại ngu lâu rút bền thế nhỉ? Thầy hỏi là em và bạn gái đã hát cái bài gọi là Xe chỉ ô mấy kim đút chỉ vào kim, ô mấy kim mà luồn kim mà luồn vào đâu thì lùa. Em và bạn gái xe chỉ luồn kim chưa? Thầy ơi, cái này em chưa. Thằng điên, chú rể tuần trước tuần sau luồn cho nên bây giờ lấy vợ rồi anh ạ. Mày 10 năm mà lại chưa. Thế thầy, bây giờ thầy hỏi xem là em có tài năng không, thầy tư vấn cho. Tài năng em rất nhiều tài năng thầy kể ạ. Kể tài năng thầy nghe. Ví dụ như là đá gà, đua xe, bi à. Đấy mà là tài năng à, đấy là tật năng. Tài năng em phải biết hát, biết nhảy, biết nghệ thuật thì gọi là tài năng. Liên quan đến nghệ thuật là thầy đúng ơi. Rồi. Em hát thử một đoạn cho thầy nghe này. Rồi rồi. Cái mic hơi nhỏ nhưng mà em hát được. Rồi này. Rồi hát đi. Thầy nghe em hát nhá. Rồi hát đi nào. 2, 3. Em hát được thầy nhá. Hát đi. 2, 3. Em hát được thầy nhá. Hát bài gì thầy ơi? Tao bóp cổ mày bây giờ. Mày hát bài gì cũng được, mày móc ra mày hát đi. À hay là đám cưới, em hát bài về đám cưới nhá. Được, hay. Nhạc trẻ nhá, thầy nghe nhạc trẻ này. Rồi. Hát đi thầy đánh bình bông cho. Nhạc trẻ đám cưới này. Rồi đám cưới đây. Tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, lại một đám mừng ở trong làng. Ngó tên bông rừng thấy hoang mang, rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng. Ai theo chân ai tới già trẻ đi cùng. Tăng ta ra tăng 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 ta ra tăng 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 ta ra tăng 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 vào đầu mày. Mày thích tăng đưa không? Tao bảo ra hát mày lại cứ tăng tăng là thế nào? Thì bây giờ không có nhạc thì em phải dạo nhạc đó rồi em. Dạo nhạc thì bảo ra hát, phải hát tặng cho bà con ở quê hương mình cái bài gì đàng hoàng tử tế. Hay là em chuyển dân ca nhá. Biết hát dân ca không? Ngày xưa em đi chăn trâu em biết dân ca đấy. Biết cả dân ca? Vâng. Thế thầy hát dân ca thầy nghe. Em thế, đi chăn trâu á? Ngày xưa em chăn trâu này. Thế mày đồng nghiệp với thầy rồi. Thầy cũng chăn trâu á? Không, tao chăn bò. À dạ. Thế mày hát thử xem nào. Thầy nghe dân ca của rồi, em nhá. Dì dầu, dì dầu, dì dầu. Được. Dì qua, dì lại như trâu vô chuồng. Hay đấy. Vô chuồng, trâu lại trở ra. Được. Trở ra rồi lại như trâu vô chuồng. Hay. Vô chuồng, trâu lại trở ra. Trở ra rồi lại như trâu vô chuồng. Được. Vô chuồng, trâu lại trở ra. Trở ra rồi lại như trâu vô chuồng. Vô chuồng, trâu lại trở ra. Trở ra rồi lại. Tao nhét cái loa vào mồm. Có mỗi con trâu mày cứ lùa ra lùa vào, trâu của mày bị chi à? Sao mày không đóng bỉm cho nó? Thầy, trâu nào đóng bỉm thầy? Mày có mỗi con trâu mày cứ lùa ra lùa vào, vơ vẩn thế mà cũng đòi hát. Thì em hát dân ca thế. Hát trên quyền mày vào đây thầy chưa kiểm tra xem mày đi đứng thế nào. Đi đứng vào nhà bạn gái á? Mày đi từ trong này xin tin nhạc bốc. Anh cho tin nhạc bốc đi từ bên này sang bên này. Đi thử xem nào. Em vào đi nhà bạn gái. Vào nhà bạn gái rồi, thầy vào xem đi nhá. Đây, 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 đây.
đi thử ra nào. Thầy nhìn em đi theo nhạc đi này. Nào, nào bốc này. Vào nhà bạn gái rồi. Này. Ủa. Này được chưa thầy ơi? Tan nhạc. Mày bị kẹp xăm à? Sao đi vào nhà bạn gái mà để rú mết cả gió vào thế à? Mình là đàn ông, mình phải đi vươn lên phía trước. Thầy bảo nhẹ nhàng vào nhà bạn gái nhẹ nhàng, nhưng mình phải đàn ông, mình phải thể hiện cái đẳng cấp của mình. À rồi rồi em biết rồi. Anh cho nhạc bốc lại nè. Mạnh bạo này. Mạnh bạo cho thầy xem nhá. Đi đi nào, hai ba. Thầy nhìn nhá. Ờ đi. Ủa. Này được chưa? Ủa ôi. Này tan được nhạc, chưa? Tan nhạc. Tin sư bố mày vác súng bắn ai đấy? Mới đi vào nhà bạn gái mà mày đi kiểu như tướng là như thế này à? Mày đi như thế chưa vào nhà bạn gái người ta vả vào mặt cho ấy. Thì nhưng mà thầy bảo mạnh bạo thì em đi mạnh thế thì còn... Mạnh nhưng mà mình đi nó vẫn phải thể hiện cái văn minh, lịch sự, nhẹ nhàng, tình cảm. Thầy đi thử một đoạn thì cho em cho nhạc cái... Thầy đi này, vào nhà bạn gái này đi ấy, nhẹ nhàng, tình cảm ấy. Đi thế này thôi, tắt nhạc, đi thế này thôi. Thầy ơi, đi thế này thì bao giờ mới vào đến nhà bạn gái ạ? Em vào tới nhà thì bạn gái có con rồi. À không, chậm quá không được. Thế thì em tán làm sao được thầy? À ơi, bây giờ đố, chưa đố này. Thầy... Thử xem có trình độ không nha. Trình độ IQ á? Xem là trí thông minh này. À rồi. Nghe nhá. Thầy ra câu đố đấy. Trên một chuyến xe khách đi từ Hà Nội về Yên Bái. Toán học ạ. Rồi. Trên xe lúc đầu có 8 người đi một đoạn, 2 người lên, 1 người xuống, đi một đoạn, 6 người xuống, 1 người lên, đi một đoạn, 5 người lên, 1 người xuống, đi một đoạn, 8 người xuống, 1 người lên về tới cao tốc, 5 người lên, 1 người xuống về tới đám cưới, 6 người xuống, 1 người lên. Hỏi. Về tới đây hỏi. Thầy hỏi đây. Về tới đây thầy hỏi. Thầy hỏi đây. Bố vợ lái xe tên gì? Thầy đang đố em toán học, thầy hỏi bố vợ thằng lái xe tên làm gì em biết mày làm sao được. Mày đố lại thầy đi. Vậy em đố thầy nhá. Ờ. Cũng toán học nhá. Ờ. Trên một chuyến xe khách đi từ Hà Nội về đến Phú Thọ này. Rồi. Lúc đầu trên xe có 5 người. 5 người về thôi. Đi một đoạn 2 người lên, 8 người xuống, đi một đoạn 6 người xuống, 4 người lên, đoạn không được xuống 2 người lên, đoạn 8 người xuống, 4 người lên. Ờ. Về đến đoạn Hùng này em hỏi nhá. Biết rồi. Em hỏi thầy nhá. Tao biết rồi. Biển số xe đấy là gì? Tao cũng biết. Ôi giời. Thằng điên, tao có đánh đề đâu mà tao nhớ biển số xe. Thì thầy hỏi bố vợ thằng lái xe thì em có chơi với thằng lái xe đâu mà em biết. Hòa thôi, nhá. Được. À thế bây giờ thử xem có biết làm thơ không nhá. Thơ á? Ờ. Thầy ra chủ đề thầy đi ra em xuất khẩu thành thơ luôn này. Vào một ngày đẹp trời có trăng có sao, em lừa bạn gái ra bờ đê em tán bạn gái như thế nào em tán đi. Em tán em lạ luôn cho thầy nghe nhá. Tán đi. Xuất khẩu thành thơ này. Rồi. Có trăng có sao này. Là ơi, trăng hôm nay sáng quá, anh muốn hôn vào má. Được. Là ơi, trăng hôm nay nổi trôi, anh muốn hôn vào môi. Tuyệt vời. Là ơi, trăng hôm nay mới nhú. Đấy, từ từ, để tao ngâm cho. Thầy để ngâm tao hát à? Du nhá. Thầy hát du á? Vần gì? Dạ, vần ú á. Ờ, để thầy hát du nhá. Dạ. Là ơi, trăng hôm nay mới nhú, anh muốn hôn vào. Thằng này mày ra đây. Hôn vào đâu? Ra đây. Mày mà bậy bạ tao thay mặt bà con tát cho mày một cái. Hôn vào đâu? Trăng hôm nay mới nhú, mày hôn vào đâu? Trăng hôm nay mới nhú. Mày hôn vào đâu? Trăng hôm nay mới nhú. Mày hôn vào đâu? Em muốn hôn vào rừng rú. Mày lừa đảo nhỉ? Mày làm thơ thế người ta mắng cho mày một trận chứ ai cho mày tán gái. Thì em xuất khẩu thành thơ hay thế thầy còn. Thế bây giờ có biết bấm nhạc không? Em làm nhạc cái thầy á? Ừ. Nhưng mà thầy phải dạy em bài đàng hoàng tử tế em được, đi tán gái nhá. Được. Thầy đợi em chút được, em làm nhạc cái thầy nhá. Ừ. Thầy thích nhạc sống hay là nhạc nào? Thầy nhạc sống trước đi. Các bác em cho em dạy nó một bài tử tế đi. Bác cho em bài đám cưới trên đường quê của nhạc sĩ Hoàng Thí Thơ. Và bây giờ xin gửi tới tất cả quý vị hội hôn cùng tất cả các anh các chị quan viên bốn họ một ca khúc, một nhạc phẩm của nhạc sĩ Hoàng Thí Thơ rất hay, đám cưới trên đường quê. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Làng quê ta hôm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa, chân mang giày đầu che khăn, đôi môi hồng miệng cười xinh xắn. Chợ quê xưa thành phố mới đón em về con nước mừng vui, rước em về cho bến nghỉ ngơi. Thuyền hoa ơi dừng đây. Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. We'll be right back.
tiền em đi trên sông trăng sáng, cưới nhau về ta giữa hội vui trên sông dài thuyền hoa răng, bao cô nàng miệng cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng, ánh sáng hồng tươi những đèn hoa, với áo màu xanh ngát hồn ta, thuyền em trôi vào đêm vui. Hò khoan ơi hò khoan, mắt sáng em hơn cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bến mới, bên thanh bình con nước trèo vui, bên yên lành ta sống thành thơi. Làng quê ta hôm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa. Chân mang giày, đầu che khăn, đôi môi hồng miệng cười xinh xắn. Chợ quê xưa, thành phố mới, đón em về con nước đầy vơi, rước em về cho bến nghỉ ngơi. Thuyền hoa ơi dừng đây thôi, thuyền hoa ơi dừng đây thôi, thuyền hoa ơi dừng đây thôi, thuyền hoa ơi,